Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube Gia đình Cá Tráp. Thì có nhiều bạn đóng góp ý kiến là mình nên làm một cái video để hướng dẫn câu Ikada. Thì bận rộn lâu quá cho nên là mình chỉ đi câu thôi chứ mình ít làm mấy cái video hướng dẫn lắm các bạn. Mình đi câu là mình quay thôi chứ làm không có thời gian mà làm mấy cái video hướng dẫn, phải đầu tư thời gian chuẩn bị ngồi chừng 5-10 phút rồi đi câu 2-3 tiếng về. Trong khi đó là nếu mà làm video hướng dẫn rồi là phải 5-6-7 tiếng đồng hồ luôn á. Đi làm công việc cũng bận lắm, ngày nào cũng tăng ca 3 tiếng, rồi từng nghỉ được 2 ngày, có khi từng chỉ được nghỉ được 1 ngày thôi đó. Thì tranh thủ những cái ngày nghỉ cuối tuần thì phải chỉnh sửa video nữa, do nó cũng không có nhiều thời gian để làm video dài. Thì hôm nay mình cố gắng mình làm rút gọn cái video mà câu Ikada cho mấy bạn coi ha. Thì câu Ikada thì có 2 cách câu, thứ nhất là câu đái và thứ hai là câu lửng. Thì câu đái mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật câu dango mấy bạn ha, kết hợp với càng Ikada. Còn câu lửng á, thì mình sử dụng lò xo mà của lưỡi lăng xê mấy bạn biết không, ở trên có cái lò xo, xong rồi cho một cọng thẻo thòng xuống rồi ở dưới móc một cái lưỡi đơn thôi đó. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng kỹ thuật câu đái. Thì đa số người ta câu Ikada thì câu đái là nhiều mấy bạn ơi, nên mình nghĩ câu đái là dễ và dễ dính cá bự nhất mà cũng dễ câu nữa, dễ nhìn nọc cần, dễ nhìn cá ăn, dễ đóng cá đồ các kiểu. Thì mồi thì hôm nay mình sẽ sử dụng mồi móc lưỡi, mình sử dụng mồi tép hết mà mấy bạn, tép size L, tép nhỏ size L. Rồi mồi xả, mồi xả thì mình sẽ sử dụng gồm có là thì mình sử dụng bột sả câu cá tráp nha mấy bạn. Mình sử dụng hai loại bột ha, mình trộn nè. Loại thứ nhất là Mugi Kurodai. Cái loại này thành phần chủ yếu của nó là con nhộng đó mấy bạn, nhộng tằm á. Nhộng tằm người ta xay ra và cái hạt yến mạch, hạt màu trắng này nè ha. Gọi là yến mạch đó, thành phần chủ yếu nó có hai cái đó thôi. Ở bên Việt Nam mình cũng có thể làm ha mấy bạn. Mình xay nhộng tằm ra, với lại nhộng tằm mình phơi khô nha mấy bạn. Rồi mình xay nhuyễn ra mình trộn với cái hạt yến mạch. Yến mạch thì mua lẻ ở ngoài cũng có ha, nó bán yến mạch không cho mình. Đó. Thì cái tác dụng của cái gói mồi này nè, nó dẻo nè, làm dẻo dẻo cái cám của mình đó, ha, kết dính cái cám của mình ha. Còn cái gói mồi thứ hai mình sử dụng đó, là Chinu Besuto Shiro, là Chinu Best màu trắng ha. Nó có hai loại màu trắng với màu đen, thì mình mua màu trắng ha. Thì cái gói này á, thành phần chủ yếu của nó là tinh chất vỏ sò ha, là chủ yếu. Cũng trong đây cũng có yến mạch nè ha, yến mạch đó. Thêm một chất số chất phụ gia tạo mùi thôi. Nó thành phần chủ yếu là vỏ sò, còn đây thành phần chủ yếu là con nhộng. Còn thêm nữa là cát nè ha, cát biển. Cá biển nè, rồi cám gạo ha, nè cho mấy bạn coi cám gạo đó. Thì mồi xả là mình trộn này ha, hai gói này, mỗi cái một ít ha, cám gạo là thành phần chủ yếu ha, rồi cá biển đó. Đầu tiên là cám gạo ha, mình thường thường mình câu là tới 2/3 cái xô này nè mấy bạn ha. Cái xô này chắc xô này chắc 10 lít quá. Xô này chắc 10 lít. Thì mình câu 2/3 cái xô tới đây ha. Tầm khoảng 1,5 kg, 2 kg gì á. Mình cũng không biết nhưng mà mình ước lượng là tầm khoảng tới đây. Thì mình sẽ đổ cám vào 1/2 cái xô này ha. Mình câu 2/3 cái xô nha mấy bạn. Thì mình đổ cám vào 1/2 cái xô này. Một chén, hai chén, ba chén. Chín chén cám ha. Rồi một chén cá nè ha. Cá biển nè. Rải đều lên mặt. Ha. 1,5 chén cá. Rồi.
rồi đến mồi này, và mình bên nói giá của mồi này nữa các bạn. Bịch mồi là giá là 580 yên này ha, là 116 ngàn ha, 580 yên. Bịch này cũng vậy luôn ha, 580 yên là 116 ngàn. Bao cám này là 600 yên nè, 600 yên là 120 ngàn ha. Còn cát thì mình lấy ở ngoài tiệm câu cá ha, miễn phí. Hoặc là lấy ở những cái công viên mà nó chơi cá mấy bạn. Lâu lâu mình lấy xô chắc không sao đâu. Đó. Thì bịch này 580 yên là mình câu cho được cho 600 yên nữa ha. Câu được 6 lần ha. Bịch này cũng vậy, 600 yên câu được 6 lần. Này 600 yên, 600 yên này 15 kg chắc câu được 10 lần ha. Đó, nó cũng không nhiều tiền hết mấy bạn ơi. Này hai bịch này rẻ mà, mình chỉ xài những cái loại rẻ thôi ha. Mình xài lâu rồi mình kinh nghiệm mình thấy là cái loại này rẻ mà hiệu quả cho nên mình xài loại này ha. Mình cũng đổ cái này vô trong trong chén ha, mình đông ha. Một chén này ha. Chưa đầy, chưa chưa bằng mặt chén này ha. Nửa chén nữa thôi ha, là 1 chén rưỡi đó, 1 chén rưỡi cái bột 10 g cua rô đài. Chữ này là chữ 10 g, cua rô đài là cá tráp á, còn 10 g là lúa mạch, yến mạch rồi, gọi là 10 g. Rồi tới cái bột chinu best màu trắng. Chinu là cá tráp ha, best là tốt, chinu best là câu cá tráp tốt, đơn giản vậy thôi. Siro là màu trắng. Cái này ở bên Việt Nam mua không biết có không ha. Mình nghĩ là có. Cái này cũng thuộc dạng mấy cái bột câu cá tráp rẻ mà chứ không đắt ha. Cái này cũng 1 chén ha. Thêm nửa chén ha. Rồi trộn đều cái này lên ha, tại vì trong lúc mà nó còn khô mấy bạn trộn đều lên chứ để đổ nước vô rồi khó trộn lắm. Mình trộn đều lên vậy ha. Rồi chút nữa mình đi ra chỗ câu cá mình múc nước biển mình đổ vô ha, trộn bằng nước biển nha mấy bạn chứ không có trộn bằng nước ngọt ha. Đại khái mấy bạn trộn đều vậy ha, mình sẽ cho mấy bạn coi mồi móc lưỡi mình sử dụng cái gì ha. Nè, mồi móc lưỡi mình sử dụng tép này ha, tép size L ha, có size 2L nữa nhưng mà mình xài size L là vừa ha. Mình mua bịch rồi 1,5 kg về mình xả đông ra ha, nó bán đông đá mình xả đông ra xong mình phân ra thành những cái hũ nhỏ nhỏ ha, hũ này tầm khoảng 150 g. Thì lần đi câu mình đem thêm trăm tầm 150 g chắc câu không hết đâu mấy bạn, không có câu nhiều đến mức vậy nè, cái hũ nhỏ thôi. Hũ này chắc được nửa chén hồi nãy, hơn hơn nửa chén tí ha. Đó. Móc lưỡi bằng này ha, còn đó là mồi xả là cám đó. Đó, vậy đi câu thôi, đơn giản nhanh gọn lẹ. Hello mấy bạn, tới chỗ mấy bạn ơi, thì mình sẽ nói sơ về những cái dụng cụ mà câu Ikada mình phải cần là những cái gì ha. Đầu tiên là cái vợt ha, sau đó đến cái ghế ngồi ha, xô mồi thì có rồi ha, xô mồi xả, rồi mồi tép nè ha, mình đem đi rồi ha. Một cái khăn để dành lau tay nè ha, mình bắt mồi xong rồi mình lau tay rồi mình mới cầm vô cây cần chứ không dưa cần ha. Rồi cái xô múc nước nè, xô múc nước có cọng dây ha, cái này là cái vật không thể thiếu nè, nước ở cũng sâu nên là mình múc lên để mình trồng mồi ha. Kế đến là cái thùng này thùng đựng cá, kiêm thêm tính năng là gác cần đó, mình có chế mình lắp thêm hai cái đầu gác cần, hai cái này để gác cái cần lên đây ha. Gác cần vậy nè. Đấy, nhanh gọn lẹ đơn giản. Rồi chế thêm cái đồ để nhét cái cần cho nó đứng lên nữa nè. Đó, cái thùng này thì ở trong đây mình đựng cà phê với lại đồ ăn với nước uống với nước đá là thôi chứ mình không có bỏ mấy cái khác đâu ha. Câu cá dính cá rồi mình mần rồi mình bỏ vô bọc rồi mình mới bỏ vô thùng này để giữ cho nó lạnh cho nó lâu thôi ha. Đó, dụng cụ nó đơn giản vậy thôi ha mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn
mình múc trực tiếp cái nước ở dưới cái chỗ câu lên nha mấy bạn. Múc trực tiếp nước này nè, để mình trộn mồi ha. Trời mới mưa xong do đó là nước giờ nó cũng đục đục mấy bạn, nó không có trong. Rồi đổ chút xíu nước vô ha, mấy bạn đổ từ từ thôi ha. Mình đổ lần chút xíu để mình trộn ha, đổ nhiều quá là nó nhão quá. Vậy thôi, trộn lên. Hồi nãy nhà mình trộn sơ sơ rồi đúng không? Để tép bên bên cho cũng rớt bọt vô. Đổ nước từ 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 chút thôi nha mấy bạn, đổ nhiều quá nhão lần hai mình khó vắt lắm. Đổ từ chút vô, trộn không khô quá thì mình vắt không được ha, còn ướt quá là nó dính tay là không có được. Còn vừa vừa thôi, còn bay bay mấy bạn câu nhiều mấy bạn có kinh nghiệm rồi, trộn được tầm này là ổn nè mấy bạn. Mấy bạn vắt nó thành cục được ha, trộn xong mà mình vắt thành cục được ha. Đó. Mà cái tay mình phủi nó rớt được nè ha. Đó. Phủi rớt sơ sơ vậy ha, rồi mình lấy khăn mình lau sạch rồi mình cầm cần câu. Chứ mấy bạn làm nhão quá thì mình cầm dính tay dưa lắm, nói chung là dưa. Rồi sao nữa, mình trộn rồi ha, rồi mình bắt giục xuống đây mấy cục luôn, nhanh gọn lại ha, nước giờ đang chảy lắm, giục xuống luôn, câu chỗ nào giục xuống chỗ đó mấy cục ha, giục cho cá nhau lại, giục cục không cái này nắm tay nè. Rồi kế đến là mình chuẩn bị cần câu rồi, thì cần hôm nay mình sẽ sử dụng cái mưa, trời đang mưa nhỏ nhỏ mấy bạn ơi, nhưng mà không sao câu được hết à. Mình sử dụng cái cần, mình đem theo ba cần ha, mình đem theo ba cần, một cần Ikada mình tự làm ha, một cần Ikada đồ cổ, Ikada hồi xưa, với cần này cũng đại khái nó cũng cổ ha, của Gamakatsu M8. Cái cần cổ kia thì là cái cần rút nha mấy bạn, cần hai khúc nhưng mà rút ha, còn cần này á là cần cái đọt tháo ra nhé vô lóng góc ha. Đó. Máy hồ cẩm đào, máy này hồi trước mình có giới thiệu rồi với mấy bạn ha, máy này mình mua là 2 sen mấy chục yên á, tầm khoảng 400 mấy ngàn nha mấy bạn. Máy này nó chạy thì im lắm ha, câu đồ thì im, nhỏ gọn ha. Máy này với cái cần này là hợp luôn mấy bạn, thấy không, ngầu không, nhưng mà không nhiêu tiền hết á, máy với cần luôn chưa được 1 triệu ha. Không có nhiêu tiền hết. Hàng hồ cẩm đào ha, ship từ Trung Quốc qua cho mình luôn, mình ở Nhật mình mua nhưng mà mình xài đồ Trung Quốc không, chỉ sử dụng duy nhất một viên chì kẹp thôi nha mấy bạn, chì G2 nè, chì kẹp G2 một viên, kẹp ngay ở vị trí ở dưới cái khoen ha, ở kẹp trên thảo ha, ngay vị trí ở dưới cái khoen ha. Lưỡi thì mình sẽ sử dụng lưỡi này, hồ Soji Chinu của Gamakatsu ha, lưỡi số 2. Lưỡi số 1 là nhỏ nhất ha, chọn lưỡi số 2 ha. Lưỡi này thì một bịch dày 16 cái là 247 yên, là khoảng 50 ngàn, 16 cái. Dây thẻ mình sử dụng dây này nha mấy bạn, 125. Đây. Nè, thẻo dài tầm nhiêu đấy mấy bạn, tầm 0,7 mét ha. Đấy. Thì lưỡi ở đây ha, lưỡi ngay chỗ tay này ha. Còn ngay đây là ngay tay mình, là mình gắn giữa cái trục và cái thẻo ha, một cái khoen này ha. Cái khoen ba lớn để mình cho mấy bạn coi ha. Khoen này gọi là khoen chống sắn ha mấy bạn. Này cái khoen ba lớn như nè. Đấy. Rồi xong mình bấm một cục chì ha. Cục chì G2 hồi nãy vô mình nói ha, và ở dưới ngay dưới cái khoen luôn ha. Mục đích mình bấm vô đây để mình có thể điều chỉnh cái cục chì này lên xuống ha, khi mình mong muốn ha. Mình có thể mình tuột lên tuột xuống nè. Đó. Còn mình gắn ở trên cái thẻo thì mình không có điều chỉnh được nữa ha. Mình chỉ lắp một cục chì duy nhất ha. Ngắt cái đuôi tép đi ha. Lưỡi này ha. Mình sẽ móc cái lưỡi vào trong cái đuôi nữa ha. Móc cái lưỡi vào trong cái đuôi nữa nè.
lên ha. Lưỡi số 2 nha, mua step xe là ha. Đó, lòn hết cái lưỡi câu vào trong người của con tép ha. Tép nằm ở hình dạng cong giống y chang hình dạng ban đầu của nó ha. Đó, thụt hết vô cái lưỡi, giấu hết trong con tép thì con cá nó sẽ không có sợ mồi ha. Đó. Mình móc mồi về. Rồi xong rồi đến vắt bột sao ha. Vắt bột về. Mấy bạn hốt một 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 nắm nằm gọn đâu có lòng bàn tay mấy bạn vậy ha. Xong mấy bạn để con tép ban đầu nè ha. Con tép này lên cái nắm bột ha. Rồi mấy bạn lấy thêm mấy con ở ngoài nữa. Kiếm mấy con tép nát nát nha mấy bạn. Đừng lấy tép nguyên uổng, tép nguyên để dành móc lưỡi ha. Mình bỏ con tép nát vô. Kiếm mấy con tép sâu sâu á. Đó. Bỏ chừng đầu tiên cái đầu thì mình bỏ 5-6 con ở ngoài ha. Còn những cái sau thì mình chỉ cần bỏ 2 con 3 con, nhiều khi cá mà bù lợi đông mấy bạn không cần phải bỏ tép ra ở ngoài luôn đó. Rồi bỏ lên trên một nắm bột đó, mình bóp lại ha. Đó, bóp lại cho nó có hình dạng tròn tròn ha, bóp vừa phải thôi mấy bạn ơi, không cần phải chặt đâu. Mấy bạn bắt sau này cũng quen tay ha, là mấy bạn bắt dễ lắm. Hồi đó mình mới đi câu mình bắt sao mà nó nát không à, nó không có tròn ha, nó không có chặt. Thì mấy bạn bắt vậy nè, tay này mấy bạn bụm lên ha, còn tay này mấy bạn chỉ sử dụng cái đầu ngón tay thôi ha. Nè, mấy bạn đè cái đầu ngón tay lên nguyên cái lòng bàn tay với lại cái đầu ngón tay của bên tay này ha, cái đầu ngón tay sử dụng 3 ngón này là chủ yếu thôi ha. Mấy bạn bắt vậy nè, mấy bạn cứ lăn lăn cục bột trên tay mấy bạn lăn vậy nè, vừa vừa lăn vừa là vừa vắt ha, bóp nhẹ dùng 3 ngón này ha, cái đầu này nè với lại kết hợp với lại cái bàn tay dưới này mình bỏ vô, cái mình lăn tay dưới mình lăn cục bột đi, còn tay này mình vắt ha. Bắt xong mình sẽ được cái tác phẩm vậy ha. Rồi vậy là mình ném xuống dưới mình câu thôi ha. Bây giờ mình sẽ quay ngang hông để cho mấy bạn dễ nhìn cái đọt cần. Đó, giờ mình ném mồi xuống thôi ha. Đây. Tụt mồi giờ ném xuống. Ném xuống chỗ hồi nãy mình xả mồi á. Ném xuống cho nó chìm tới đáy thôi ha. Này là mình câu đáy nha mấy bạn. Còn ai mà thích câu lửng á thì sau này mình sẽ làm một cái video câu lửng riêng ha. Đó. Thì mấy bạn cho nó cục mồi nó chìm tới đáy rồi mấy bạn quay cái máy ha. Quay cho cọng dây nó thẳng cọng dây lên. Mình quan sát cái đầu cần câu á. Cái đầu cần câu mà nó nhịp 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 là giật lên. Mấy bạn có thể vì an toàn mấy bạn còn cọng dây vô ha, đề phòng cá lôi rớt cần câu của mình xuống nước ha. いっぱいですね、あそこ、稚魚多い。 何かな、うわ、稚魚。 Sợ chi nhớ chi nhớ bô ra giờ này bô ra chi nữa được ạ. Có thể hai gói sa idetas quá được ạ. Được ạ. Cái vật này 47. Con này chắc 50 ạ. 50 cm. Ừ. Bự cái này nè. Ngon lành không? Quá phê.
xuống tiếp. Với bụng quá, cái bụng quá, ăn bánh bò đấy. Vừa ăn bánh bò vừa tôi phải à. Cái gì đây? Cái gì đây? Chắc cắp con quá. Ừ, cá nóc. Trời ơi, cá nóc bự. Lúc trước giờ mình câu dính cá nóc nhỏ nhỏ không, sao bữa nay dính cá nóc bự dữ nè. Đây nè. Bự vãi. Trả phải đói. Trả phải đói. Trả phải đói. Trả rồi. Trả đói. Wow. Con cá mẹ. Cá đói. Giờ mới bắt đầu chạy nè. Giờ mới bắt đầu chạy nè. Giờ mới bắt đầu chạy nè anh Linh. Lên này mới bắt đầu chạy. Trúng. Lên mà. Ngoài một không? Lên mặt nước mới bắt đầu chạy. Chưa dứt được đâu. Nó nhức, anh Trung ở đâu nhức mà sao nó nổi lên dưới ta? Bình thường đâu có dễ gì nổi lên. Phải là bay lên mặt nước khúc luôn. Phải. Chắc kéo hết cùng dây em luôn á. Con cá đối, con cá mà có 2,7 cái mà tròn ấy, con cá đối gì. Một có cá bự nhờ, con bự giống này. Con này mới bự nè. Bay như cái tên lửa. Nó kéo sát lên là nó bay cái béo. Tự nhiên chạy ngay vô, đưa qua đây, xích qua đây. Rút lại, rút cái giật lại giùm em anh Lịch. Đưa qua đây cho khán giả coi. Arigato anh Lịch. Con này cũng không chạy gì. Anh Lịch có ăn con này lần nào chưa? Chưa. Ăn thử không? To quá. Ui ô. Con này làm gì? Nó bên chua hả? Con này làm gì cũng ngon hết, lọc da ra. Đo thử coi dài nhiêu. 1 gan, 2 gan, 3 gan. Con này khoảng 62, 63. Được con cá đối, con cá tráp với bầy cá sa ba mấy bạn ơi. Nó dính con cá đối nữa mà làm biến kéo quá thôi, giật đại cái sảy luôn. Giờ này tối làm biến kéo cá đối kéo lâu cá tráp. Mê cá tráp mà dính toàn cá đối không bất mãn. Giờ chuẩn bị mần cá sa ba là đi về thôi ha. Rồi bye bye mấy bạn nha, cảm ơn mấy bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình nha. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.